khi mà nó đang ăn quả dưa, nó đang ăn, nó đang thèm khát, nó sung sướng như nào mà chuyển sang củ đậu cái là này à ngay. Chuyển sang củ đậu là bởi vì củ đậu nó nhạt hơn. Không là sau đấy lại chuyển sang ổi. Nó cũng nhạt. À ngay. Bây giờ quay lại vải là nó lại lại kiểu xin ăn. Lại kiểu chăm chú ngay. Vì vải nó ngon. Lên đây chén nào. Ok, ngồi xuống đấy. Đồ ăn thì hôm nay rất là nhiều. Đứa nào lên đây ngồi. Rồi, ngồi đấy. Con Pila vòng nó kia. Không, đi vòng. Pila, bên kia cơ. Ngồi đấy là sao được? Thế Pila ra sao đây? Không, không, không. Messi ngồi đấy. Pila ra, vòng ra đây. Ok. Ngồi xích lại đằng này. Chúng ta bắt đầu chén không? Hôm nay là có rất nhiều món nha. Ngày hôm nay là chúng ta ăn nè. Có mấy loại quả ở đây hôm nay là nó phải là thập cẩm rồi, chứ nó không phải ngũ quả. Siro lên đây, siro. Mận này. Đây là mận này. Vải này. Dưa lê này. Dưa hồng này, không. Dưa hồng này. Bên dưới nó còn củ đậu và ổi nữa, nó bị che mất rồi. Nhưng mà chén lần lượt nào. Để xem là chúng nó sẽ thích ăn cái gì trước. Đầu tiên là mận này, hơi chua, ăn mận trước. Không. Nhỏ dãi gần hết ấy anh rồi. Đây, của siro. Quên mất. Mình ăn tay phải, cầm tay trái cho chúng nó ăn. À, Yumi còn chưa được. Mì ăn đi. Đó, Chiro này. Messi này. Lùi lại, tránh cái ấy này của anh ra. Mận chua ăn trước. Mấy quả này sao chua thế mà sao mấy đứa cũng thích ăn. Pila ngồi lên đi. Cho nó xong cái phần mận này đi. Xong nha, mận đã xong. Hết mận nè. Bây giờ chúng ta sẽ chén đến cái gì được nhỉ? Trong cái đống này. Trong cái đống này có dưa này, hai loại dưa anh sẽ ăn trước nhá, để xem loại nào ngọt hơn. Không, hoa quả Việt Nam cực kỳ ngon, loại nào cũng ngon, loại này khá được. Dưa lê xem hôm nay dưa lê có ngọt không. Thế này ăn dưa nào trước cũng được. Ăn không để rơi. Sấm đấy. Không đứa nào sợ sấm à? Chó ở nhà này không đứa nào nó sợ sấm cả. Mỗi đứa một nửa nhá.
ăn hết dưa lê đi. Để cho vải nó rơi xuống bên dưới đi. Nhớ cái tay này là cái tay đưa vào mồm cho nó ăn. Không là tí nữa là người ăn nước rãi chó nhọc lắm. Rồi, mấy quả vải này là sẽ ăn cuối cùng. Vải là cái thứ là chúng ta sẽ ăn cuối cùng. Đừng chạm tay anh. Hai quả dưa lê. Anh phải xin phép anh ăn một miếng nhé. Mì. Gần hết hai quả dưa lê rồi. Còn mấy miếng nữa. Bì lại. Ăn đừng để phải tránh xa cái bát này của anh ra. Thế nào? Hết dưa rồi. Hết dưa lê này. Dưa lê đã hết. Vải này chúng ta sẽ ăn cuối cùng để anh phải ăn thử miếng đậu đã. Dưa này hầm này vừa ăn rồi. Ăn đậu xem nào. Xem là đậu nó có ngọt không? Làm cái củ đậu này lại gọt này nó lại bị củ đậu này hơi nhạt. Chúng ta sẽ phải giải quyết củ đậu trước. Củ đậu hơi nhạt so với dưa. Đánh moi hai cái củ đậu vào lên, chúng ta sẽ ăn trước hai cái củ đậu này. Thì mẹ cần đi. Củ đậu này hơi nhạt cho nên là ăn nghe chừng ẻ à. Chưa rô lên. Củ đậu này cũng chó cũng như người ấy. Từng có lần là cho chúng nó ăn nhiều. Củ đậu nhá là một cái món ăn rất là mát, nhưng ăn nhiều rất là mát thì tức là ăn nhiều nó sẽ bị lạnh, nó lạnh bụng ấy. Người ăn nhiều cũng có thể là bị lạnh bụng,
hơi đau bụng nhẹ, nó không mặn đến cái mức mà siro lên mà gây gớm, nhưng mà nó cũng hơi đau bụng đấy. Nếu ăn nhiều, ăn nhiều ở đây phải tính bằng cân đấy. Mì hai củ còn một củ nữa này. Củ này ngoài hơn củ kia một tí. Đừng tưởng là chúng nó không ấy nhé. Ăn là quả giữa cái quả ngọt ấy và cái quả nhạt là cái thái độ ăn của chúng nó khác nhau, thấy không? Có thấy nó ăn cái củ đậu này nó ăn cảm giác nó e à hơn không? Với các bạn ấy mà chó trước đây nó không biết ăn, không biết ăn hoa quả mà muốn tập cho nó ăn ấy, thì khi mà chúng ta ăn mà nó xin, chúng ta cho nó miếng bé thôi chứ đừng có tham cho miếng to. Khi nó chưa biết ăn thì cho nó miếng to nó không ăn đâu. Như Pila đợt mới về là Pila cũng không biết ăn đâu. Trời ơi, không ăn nữa thì ngồi xem thôi, không phải cố nha. Siro nhá, không ăn nữa thì ngồi xem, không phải cố. Ăn ngon thì mới ăn, không ngon thì thôi. Quả hai miếng cuối này sẽ không cho Siro hai cái miếng củ đậu cuối này nữa. Đây đây, còn hai miếng thôi, không còn nhiều. Mì bé mì mà ăn cái này. Thế Siro có ăn nữa không? Đó, hết củ đậu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ ăn đến dưa nhá. Bây giờ chúng ta sẽ ăn đến dưa hồng. Củ đậu đã hết. Nào, dưa hồng nào. Ôi giời, tốn giấy quá. Chúng ta sẽ ăn đến dưa hồng. Dưa hồng này, đây, vừa anh ăn thử rồi, ngon. Nhìn thật cái thái độ ăn của chúng nó sẽ khác hẳn này. Còn hấp siro, còn hấp siro cứ được miếng là chạy rõ xa, được miếng to to là nghe chừng rất là sung sướng, là chạy thật xa. Mì siro lên ghế ngồi. Cho siro miếng bé. Vì cho miếng to siro toàn cầm đi thôi. Úi sổ, đừng có rơi rãi vào đây nhé, nhọc lắm. Pila, đây có con Yumi đây. Yumi cho miếng to, Yumi chịu. Yumi chỉ ăn được miếng bé thôi. Bây giờ có thêm siro nữa. Siro bây giờ cũng chỉ ăn được miếng bé thôi. Miếng to để anh xử lý.
đang ăn dưa nó đang thơm. Chuyển sang củ đậu một phát là nó chê ngay. Củ đậu nó nhạt hơn, chê ngay lập tức. Mì Pila ngồi hắn dậy đi Pila. Nằm thế nghe có vẻ không được ấy lắm. Làm gì mà sao lại nặng nề vậy nhỉ? Mông nó nặng mông thế cả. Pila ngồi lên. Pila ngồi lên. Rồi, ngồi thế ăn, không được nằm. Ngồi yên đấy. Chứ không có chơi cái bài lười mà nặng mông mà ấy được. Nó suy ăn khỏe thế. Úi trời ơi. Không ai chơi bài nút chứng vậy đâu Messi ạ. Nửa quả dưa hồng. Nửa quả dưa hồng. Nút chứng vậy hả? Ăn phải nhai khi ai ăn nuốt. Mì nghe thấy ẻ à lắm này. À, của mì đây. Mì chán rồi. Rồi, trời ơi. Bây giờ là chỉ còn lại hai thứ. Một là ổi và hai là vải. Ăn ổi trước nhá. Gạt vải ra này. Vải đã bóc sẵn rồi. Để đỡ phải sờ tay vào. Xem ổi nó có ngon không? Ôi, quả này hơi nhạt một tí. Hơi nhạt. Ổi hai quả. Nhưng mà quả hơi nhạt. Đang ăn dưa cẩn thận hai quả ổi này ế. Siro lên. Mì có ăn ổi không? Đây, có mì đây. Của mì đấy. Không ăn thôi. Nha. Không ăn nhịn luôn. Chưa đến lượt vải. Đang ăn dưa, ổi lại xếp ở bên dưới. Đang ăn dưa ăn ổi này nó cũng hơi bị kém ngon hơn. Đang ăn dưa hồng. Siro với mi đều chán à. Lên. Chỗ đâu? Không, mi lên đây. Mì ngồi đấy thì mì ăn làm sao được. Mì ngồi sao bên này. Bảo mì làm sao. Ban đầu sắp xếp chỗ là mì ngồi ở đây cơ mà. Mà ngồi ở đây là được rồi. Mà mì còn chạy xuống. Chạy xuống để làm gì. Hả? Hóng cái gì ở dưới đấy có gì hóng. Mà chạy xuống. Siro lên. Ngồi yên đấy chờ. Tí nữa mới đến lượt vải. Vẫn còn đang ở nguyên đây này. Tí nữa đến lượt rồi sẽ ăn.
không ăn nổi thì phải ngồi chờ để chúng nó ăn. Đây làm miếng cho đỡ buồn mồm này. Đấy, muốn chờ vải thì phải chờ đấy, ngồi yên đấy, nó không phải lượm qua lượm lại. Nó có nhiều đồ ăn, phải xong đồ này mới đến đồ kia được. Chê, cá chê. Cá chê một số thứ. Đúng chưa? Còn có hai miếng ổi thôi. Còn có một miếng ổi này thôi. Sau đấy là đến vải rồi. Ok, đã đến vải. Chờ đợi. Ôi trời, vải nó ngon. Thế mới đau. Rơi mất. Mì. À không mẹo. Cái sự thèm thuồng nó khác hẳn khi mà ăn vải. Nào, cái sự thèm thuồng nó lại khác hẳn ngay. Quá ngọt so với tiêu chuẩn. Ăn ba, anh sẽ ăn ba quả liền. Sau đấy anh sẽ chia cho mấy đứa nhá. Một quả này. Vừa rồi này, quả này là quả thứ hai. Dính hạt dưa lê ở đây. Đấy là quả thứ hai. Bây giờ là quả thứ ba. Ở đây còn 1, 2, 3, 4, 5. Còn 15 hay 16 quả nữa. Quá đủ để chia cho mấy đứa rồi. Ok nha. Cái chỗ này anh sẽ để cho mấy đứa, chia cho mấy đứa nha. Anh dùng hai tay đi cho nó dễ bóc. Quả đầu tiên này. Đây. Con mi đầu tiên này. Con mi có ăn không? Nhẹ nhàng thôi. Quả đầu tiên. Ok, quả thứ hai. Thích ăn vải lắm. Vải thì thích ăn thì thôi rồi. Nó thèm. Messi ăn cái kiểu gì ấy nhỉ? Messi nhỉ? Đớp như kiểu đớp mồi ấy. Ai mà không biết thì nhìn thì ghê lắm.
Nhìn thì kinh luôn. Con Yumi ngồi dậy đi Yumi. Mi ngồi lên. Mi có ăn không thì ngồi lên. Cũng lại nằm như con Pila hả? Hả? Đây. Bảo ra ông nghẹo. Ăn thì chả sót miếng nào. Đấy, nó tùy món nó ăn đấy, chứ không phải là cái gì chúng nó không ăn đâu. Như con poodle này là thấy với này, một là con poodle này, hai nữa là con siro này, là hai con thấy cái thái độ của chúng nó nhìn khi mà nó đang ăn quả dưa, nó đang ăn, nó đang thèm khát, nó sung sướng như nào mà chuyển sang củ đậu cái là này à ngay. Chuyển sang củ đậu là bởi vì củ đậu nó nhạt hơn. Không là sau đấy lại chuyển sang ổi. Nó cũng nhạt. Ê à ngay. Bây giờ quay lại vải là nó lại kiểu xin ăn. Lại kiểu chăm chú ngay. Vì vải nó ngon. Pila đây. Mi. Quay lại vải thì lại chả sót miếng nào. Chẳng sót miếng nào cả. Pila đây. Đó. Chỗ. Đây, mi đây. Người thì bé ăn, miếng thì to. Đó. Dạ dày là dạ dày gọi là thạch xanh. Không phải là nồi cơm thạch xanh mà nó là dạ dày thạch xanh. Nếu mà đã vào cái món mà nó thích thì thôi rồi, nó ăn. Không sót miếng nào. Không thấy dừng lại. Mãi vẫn cứ xin. Vẫn cứ hóng. Đó. Nó to 40 cân nó ăn miếng. Đây, nó to 40 cân nó ăn miếng cũng như thế này thôi. Mì 4 cân miếng như này mì cũng không chê. Ừ. Chúng nó 40 cân, 40 mấy cân đây, chúng nó cũng một miếng như thế. Đây, một mình bà có một miếng. Nếu vào những món bà thích thì bà không trượt một miếng nào cả. Pila. Đây. Đấy, chẳng trượt miếng nào. Bọn này mà cứ cho ăn vải với ăn nhãn này thì thực sự mà nói bóc cứ không kịp cái tốc độ ăn của chúng nó đâu. Hết bay rồi. Thế là coi như là đây là quả cuối cùng này. Quả cuối cùng này là phải chia. Phải chia ra làm 4. Để con nào cũng có phần nhá. Quả cuối cùng này phải chia ra làm 4 này. Con mi này. Đây là miếng cuối cùng của mi này. Rồi. Đây là siro này. Messi này, Pila này, ok hết rồi nhá. Đây, hết không còn gì nữa rồi. Đó, ok giải tán, đã hết, thế là hết. Yeah. Xong rồi, ăn thế này là hôm nay là không cần phải ăn cơm nữa đâu. Hôm nay chúng ta ăn chay thế là no bụng luôn rồi. Ok.